Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh video Trọng Nhà Thờ, đơn vị chuyên thi công nhà gỗ, bê tông, sơn gỗ, xin gửi tới quý vị và các bạn mẫu chuyển thể hoa văn gỗ trên nền vật liệu là xi măng. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video. Thank you.
trên đây là một số các cái hoa văn được chuyển thể từ gỗ lên trên vật liệu xi măng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn xem video mới, mới hơn. Xin cảm ơn.